Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề. Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào thủ đô tại nước ngoài phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất làm vơi bớt những đau thương mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai. Thời gian tiếp nhận từ ngày 9 tháng 9 năm 2024 đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Mọi sự ủng hộ xin được gửi tới Quỹ Cứu trợ Thành phố qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 024-3934-6108, chủ tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, số tài khoản 3761-0905-7260-91049 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Số tài khoản 1500-2011-13838 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Nội dung ủng hộ các tỉnh bị bão lũ. Ủng hộ tiền mặt tại Phòng Tài vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, số 29 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.